Đây là ống 90. Đút vô cái mép lưới nè, inox phi 90 luôn nha. Lưới này lưới inox. Và ốc này là ốc inox luôn nha bà con ơi. Thật ra một ống tông hơi nhà Yến của mình nó có tới hai miếng lưới lặn, một miếng lưới bên trong. Nó làm một tấm lưới bên trong rồi xong rồi nó làm ha. Ha. Một tấm lưới bên trong luôn, một tấm lưới bên ngoài luôn. Bây giờ các bạn biết sao không? Tại vì đôi lúc những cái ống tông hơi mà sát đất dưới đất á, đôi lúc mấy đứa nít nó chơi gì nó lấy cái cây nó thọc cho ăn cái rồi sao rắn nó hay là gì đó chung vô đúng không? Nó chung vô bên trong thì còn đắp lưới bên trong nữa. Thì nó đâu vô được đúng không? Bởi vậy và làm nhà Yến hay tư vấn cho mấy anh chị đầu tư là một cái ống tông hơi này là phải là hai nắp lưới. Ok anh chị ha. Mà cố định ban ốc luôn nha. Ban ốc này, ban ốc inox luôn á. Ok anh chị ha. Tại chủ nhà làm nên chắc chắn xíu. Đúng chưa anh Nam? Đúng hết vâng. Rồi. Quá ok.